lòng người xa. Anh bạn anh chở đứa con theo. Tính giới thiệu đây là đài truyền thanh xã Thị Trung, nhưng mà ảnh giới thiệu đây là đài truyền thanh với con ảnh chụp cái mi xe gai con. Đây là đài truyền thanh xe gai con. Như sao của em thì cái khó nhất á là khi viết tin rồi nhà em hỗ trợ, nhưng mà trình ký gì rất là khó, bởi vì qua phó chủ tịch, phó chủ tịch hội thì gì cái tin đó, gì cái nội dung đó làm chương trình đưa lên thu âm âm thanh đài. Nhiều khi viết hai bữa đưa xét chưa diệt được, bây giờ là công việc rất nhiều, có khó khăn gì cái nội dung chương trình rồi. Thế nhờ chị giải quyết cho cái đó làm nào để xét duyệt nhanh ấy. Tin tức tài em đưa xuống là chủ tịch sẽ ký phong cầm thôi. Thì một mình cách có một gia đình thôi. Hồi đó thì nói chung thì một mình làm ba gia nó là rất là cực nhọc. Đó có tin giác, có cần khẩu hiệu, rồi đó có thanh, giúp tin bài, rồi có làm dẫn anh em đi thế giống thể dục thao. Vui lương gì sự nghiệp, có thanh về mình, với lại có năm tặng và huy chương sự nghiệp cho bác Phương Linh. Thì nhận được an dương, còn mỗi cái lương về bên thể dục thao mình là thể trên kinh nghiệm nó tôi thì cũng có kinh nghiệm rất nhiều, phải nói là rất là khó khăn hồi mới vào công tác, phải nói là hồi thời đó thì làm rất dễ, là dễ thì mình làm cái rất là ơn thần, rất không phải như bây giờ người phải nói là rất khen anh khổ, nó là một thể một sự việc mình đã quá trình công tác hôm nay đó. Ừ. Dạ, xin chào vỗ tay ạ. Chỉ làm nhà quán ông tên thể dục thể thao và đài truyền thanh, từ đó giờ một nghề. Thì hồi mới giải phóng là lúc đó là mình đọc trực tiếp là phát mấy cái lo xung quanh ủy ban ấy, chứ không có dây. Rồi thời gian sau là mới là kéo dây xài hữu tiếng bí điển vượt hoài, vừa làm đài vừa sửa dây quấn lo, tức là mấy cái lo sắt nó bị đứt ấy, rồi thì quấn cứ là tự làm tự sửa. Hiện tại giờ tôi công tác ở ủy ban nhân xã Tự Cắt của thành phố Mỹ Tho. Tôi sinh năm 1953, hiện tại giờ là sử dụng hệ thống thông minh. Một tuần lễ chỉ tới ủy ban có một lần để vô cái đài để mình quét rồi coi có bụi không, còn toàn bộ tôi làm ở nhà hết. 4 giờ sáng như vậy tôi làm, 4 giờ sáng như vậy là làm chương trình này kia, là mới chuyển qua Zalo cho phó chủ tịch xem xong đồng ý về mới bắt đầu thu biên tập, rồi thu là thu bằng cái phần mềm á, mình chọn giọng đọc khỏi phải đọc nữa. Thì ở trong cái phần mềm đó thì đây có lẽ có nhiều đài cũng đã có sử dụng rồi, thì nó có nhiều giọng lắm, giọng miền Bắc, giọng miền Trung, giọng miền Nam, giọng Quế, giọng nam, giọng nữ có hết. Cái tốc độ đọc là nó có luôn. Do đó là mình làm, mình sản xuất chương trình được nhiều, nhiều hơn là cái mình thu trực tiếp. Tôi thì tôi đã nhận được 3 cái huy chương. Như bạn mình vừa nói là tôi có thêm được cái huy chương thể dục thể thao. Thì lúc đó là làm trên 20 năm mới nhận huy chương. Còn sau này thì là cái kỷ niệm chương không, không có huy chương nữa. Xin chào anh, chào mừng anh đến với đài cơ sở của xã em. Theo cảm tưởng của anh suy nghĩ về cách làm việc và cách phát thanh của em. Xin mời anh. Dạ, xin cảm ơn chị. Với một câu hỏi rất hay, thì
em cũng vừa được chị triển khai cái mô hình chị công tác. Thì cái hay nhất á là chị rất là giỏi, thì một mình mà có thể làm được là vừa thu thập thông tin, vừa biên tập, vừa kỹ thuật, vừa lại thu âm, vừa phát âm lại, mà chị sắp xếp được thời gian rất tốt. Mà em xin hỏi lại, thí dụ như một thời gian như vậy chị phát thanh chương trình ở xã chị là phát thanh chuyên mục trong một tuần? Dạ, chuyên mục của em thì là một chuyên mục trên một tuần. Một chuyên mục tuần thì cái nội dung, cái tin nó có cũ hay không hay là tin nóng và bài thì tin trước bài sau và cái chuyên mục là cuối cùng. Có khi nào chị làm một chương trình trực tiếp không? Dạ có. Dạ xin cảm ơn chị.